Đây là người máy mà Jock mất 2 năm để tạo ra. Khi nó phát hiện mình không có chân, nó rất buồn. Tôi ghét dáng vẻ này. Người máy này quá. Không sao đâu, cô cần bình tĩnh lại. Jock hứa rằng sẽ lắp chân cho nó. Nó mới bình tĩnh lại. Nó hỏi Jock tại sao nó không có ký ức. Anh giải thích vì bây giờ nó là một cỗ máy gốc chưa kích hoạt. Thế là mỗi ngày Jock đều đem thức ăn cho nó nếm để số 3 nhận biết mùi vị. Dần dần, hệ thống vị giác của số 3 được kích hoạt. Thậm chí có thể dựa vào sở thích cá nhân mà chơi trò chơi. Đến lúc Jock giới thiệu thành viên trong nhà cho số 3 rồi, anh gọi số 1 tới. Số 3 muốn bắt tay với nó, nhưng nó đến tay còn không có. Xin lỗi nhé, nhìn thấy kết cấu cồng kềnh của nó. Số 3 không kìm được mà thương xót, nhưng khi số 2 xuất hiện, số 3 lập tức cảm thấy có thái độ thù địch. Số 2 làm theo chỉ lệnh của Jock cầm linh kiện cho số 3, kết quả cầm nhầm mất. Rất khó giải thích nó đang vô tình hay cố ý đây. Hôm sau, Jock ra ngoài đi làm. Trước khi đi, đưa cho số 3 một bộ đàm, dặn nếu có việc gì cứ gọi cho mình. Số 2 muốn đi theo nhưng lần này bị Jock từ chối. Số 2 bị lòng đố kỵ che mờ lý trí. Nó bóp nát mặt nạ Jock tạo ra cho số 3. Khi anh nhận được lời cầu cứu lập tức về nhà, báo động đỏ vang lên, cửa kính rơi vỡ khắp nơi, giống như bị băng cướp xông vào. Jock đi kiểm tra một vòng phát hiện chẳng thứ gì mất cả, chỉ có số 3 đã biến mất. Anh vội vàng chạy ra ngoài, dùng máy bay không người lái tìm kiếm xung quanh nhưng vô ích. Trong lúc này, số 1 lặng lẽ đứng dưới mưa đợi Jock quay về. Nó quan tâm đến số 3, không biết rằng bảng điện của mình đã bị ngấm nước. Jock trách số 2 không quan tâm em gái. Anh không hề nhận ra số 2 gần đây rất ganh ghét, thậm chí hận số 3. Cho đến khi Jock mở một chiếc tủ ra. Chết tiệt, đây là chân hoàn chuyện phiên bản người máy. Khi người máy chân hoàn phát hiện mình chỉ là thế thân cho vợ của Jock, nó giống như phát điên vậy. Anh là đồ khốn nạn xấu xa. Jock nói ra lời thoại của cha nam, để định số 3 là người máy duy nhất của mình. Sau đó Jock tức giận đi tìm số 2. Anh biết đây nhất định là do số 2 làm. Ai ngờ nó cũng thừa nhận chính nó đã nói ra sự thật cho số 3. Jock trực tiếp tắt nguồn nó đi. Anh bỗng nhớ ra lời hứa lắp chân cho số 3 trước kia. Vừa hay thấy chân của số 2 rất phù hợp, Jock tháo chân của số 2 xuống, cưa chân trước mặt nó. Không lâu sau, khối kim loại hình vuông đã có dáng vẻ của con người. Jock bắt đầu nâng cấp phần cứng cho số 3, bỏ lớp da kim loại bên ngoài, lắp phần chân vào, nhúng vào lớp da cao su trông như thật, tiêm tổ chức tế bào có thể lão hóa. Cứ như vậy, nó có vân tay giống của con người và đồng tử lấp lánh. Người máy xinh đẹp chân thật nhất ra đời rồi. Nhìn kỹ thấy nó giống hệt với người vợ đã qua đời của Jock. Số 3 ngắm nghía làn da của mình, nó vô cùng hài lòng. Nó dùng tiếng Pháp để cảm ơn Jock. Đây là thành quả người máy tự học, vì Jock chưa từng cài đặt tiếng Pháp cho nó. Nhìn thấy nó không thể ăn uống được, Jock mới nhận ra anh không thể tự lừa chính mình. Đây không phải vợ anh. Vài ngày sau, Jock tìm được một đôi chân máy móc kém chất lượng, sau đó lắp cho số 2. Kết quả số 2 loạng choạng vấp ngã. Mày vẫn ổn chứ? Chân của tôi đâu? Anh đã làm gì tôi? Anh đem chân của tôi cho nó đúng không? Jock an ủi mình sẽ làm chân mới cho nó. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Số 2 buồn bã đứng dưới thác nước, mặc cho không khí ăn mòn bảng điện. Quay về nhà, nó không gắng gượng nổi nữa. Nó cắm đầu ngã xuống đất. Khi số 2 tỉnh lại, nó không nhận được sự quan tâm của Jock, mà là sự trách móc của anh. Con tim của số 2 hoàn toàn nguội lạnh. Nó biết Jock đã có thú cưng mới. Nó sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Nó đến trước mặt số 1 để chào tạm biết lần cuối. Chỉ có em gái ngây thơ đối xử tốt với nó, cho nên nó để lại đồ chơi và thẻ trò chơi mình thích nhất cho em gái. Trước khi đi, số 2 lén nhìn Jock. Lúc này anh đang khiêu vũ với số 3. Chỉ có người mới vui vẻ mà thôi. Có ai nghe thấy tiếng khóc của người cũ? Số 2 đến bên hồ, nhìn về phía khoảng trời mênh mông. Trái đất lớn như vậy, không có nơi nào chứa nổi một người máy có tình cảm. Cuối cùng, nó chậm chậm đi xuống hồ, cho đến khi bản thân hoàn toàn bị nhấn chìm. Không ai biết một linh hồn người máy cô đơn đã nằm sâu dưới đáy hồ. Jock không tìm thấy xác của nó, chỉ đành lập cho nó cái mộ điện tử. Sau khi truy điệu ngắn ngủi, anh cùng số 3 rời đi, chỉ để lại số 1 đứng trước mộ. Nó đứng một lúc lâu. Những ngày sau đó, số 1 lúc nào cũng nhìn lên ổ sạc điện của số 2. Có lúc, người máy còn thâm tình hơn con người. Số 3 thành công thăng vị, nó vô cùng đắc ý, nó muốn thay thế vị trí của người vợ trong lòng Jock, kết quả bị anh tuyệt tình từ chối. Nó không biết vận mệnh của mình, cho đến khi Jock nhận được điện thoại tiềm thức của vợ. Trong điện thoại, tín hiệu lúc có lúc không, có nghĩa rằng tiềm thức của người vợ dần biến mất, đến lúc mượn xác hoán hồn rồi. Truyền tiềm thức của người vợ lên người số 3. Lúc này, số 3 mới nhận ra nó cũng chỉ là cái máy đựng xác của vợ Jock mà thôi. Đáng thương nhất đó là, đến cả tính cách của số 3, ký ức quý giá cũng đều được Jock lập trình theo vợ anh. Nó không thể hận Jock được. Thế là sau khoảng khắc tuyệt vọng, số 3 bỏ vũ khí xuống, lặng lẽ chịu đựng tất cả, để Jock truyền tiềm thức của người vợ vào đầu nó. Không biết trôi qua bao lâu, số 3 tỉnh lại. Jock vô cùng vui mừng, anh tưởng rằng mình có thể đoàn tụ với vợ rồi. Ai ngờ lúc này hộp đen lại gọi điện tới. Tiềm thức của vợ không phải chuyển lên số 3 rồi sao? Trong hộp đen là ai gọi tới? Đừng nghe điện thoại.
nhưng Jock vẫn nhấc điện thoại lên nghe. Jock, đây là lần cuối em nói chuyện với anh. Bọn họ nói với em hệ thống của anh sắp hết hạn rồi. Xin lỗi anh, em không thể nói với anh rằng anh đã chết. Nhưng em muốn anh biết em rất yêu anh. Em nhớ anh. Thì ra, người chết trong vụ tai nạn không phải vợ anh mà là bản thân Jock. Vì công nghệ có hạn, tiềm thức con người chỉ lưu trữ nhiều nhất trong 3 năm. 3 năm nay, Jock nghĩ đủ mọi cách để mượn xác hoán hồn cho người vợ. Không ngờ rằng anh mới cái hồn không nơi nương tựa ấy. Cứu vợ là chấp niệm của anh. Đến nay chấp niệm đã bỏ xuống, tiềm thức cũng không còn tồn tại. Lần nói chuyện cuối, người vợ cho Jock nghe giọng con gái. Bố ơi, mẹ nói sau này con không thể gặp bố nữa. Con yêu bố nhiều lắm. Tạm biệt. Tạm biệt bố. Trong lời tạm biệt của vợ con, tiềm thức của Jock trở về hư vô. Tiềm thức từ trong da thịt được lưu trữ đến hộp đen. Đến cuối cùng, anh để lại cho vợ con chỉ có bảng điện nho nhỏ thế này. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, tựa như thủy triều. Cái chết chưa từng là điểm cuối của sinh mạng, quên đi mới là điểm cuối.